Kim Ngân, Kim Giang, Kim Ngân. Rồi thì chú giáo cũng đã chia sẻ vấn đề là cô chị vô mạnh trong đông của chị ơi, vô mạnh trong đông. Rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ cũng tới, chị Ba Bình Tinh, chung với Trương Tử Long, rồi cũng nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ Kim Tử Long cũng tới để dự đám sinh nhật của ca sĩ Khánh Bình. Cháu gái không ạ? Đây là cháu gái của ca sĩ Khánh Bình. Cảm ơn chị. Con chẳng biết có cháu nào chưa chồng. Anh nghe đi. Quá đẹp. Mời các cháu gái các con. Con hả?
con chỉ như mình rồi con có cầm được cái giỏ thôi. Okay. Bình, hết bình, hết bình. Phù quá, quên rồi, hết bình, quên. Cái hồng tơ rồi mấy lần sao nghệ sĩ hồng tơ tới của chú anh chị. Vàng kim cương kim lý của chú anh chị nghệ sĩ Hồng Tơ.